Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình lại rảnh rỗi có thời gian, mình lại tiếp tục làm cái video chia sẻ cho các bạn nhé. Thì mấy bữa trước có mấy bạn hỏi mình là giúp mình phân biệt cái con ông chúa cấp tạo và chúa chế đàn, chúa cái ngôi nó như thế nào. Thì thậm chí là còn có một số bạn hỏi mình là chúa di chủng là nó có giống nhau không. Thì hôm nay mình có cái đàn ông này là nó có làm chúa cấp tạo, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem luôn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ mở thùng cho mình kiểm tra cho các bạn xem nhé. Đàn ông của mình vừa bữa trước nó vừa mới chia đàn các bạn ạ, cho nên là ông khá là thưa. Thì đáng lẽ ra là mình phải rút đi một cầu, nhưng mà mình rút đi một cầu thì mình cái cầu cú này mình sẽ không có cái tổ nào để mình bỏ vào, cho nên mình cứ để cho nó chờ nó tự phát triển lên các bạn nhé. Thì nội dung chính của cái video này mình muốn chia sẻ cho các bạn á là mình muốn biết được ông chúa nào là chúa cấp tạo, chúa nào là chúa chia đàn, chúa nào là chúa kế ngôi, chúa nào là chúa di chủng. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn là ba cái hình thức chúa này thôi nhé. Thứ nhất là chúa cấp tạo, thứ hai là chúa chia đàn, thứ ba là chúa kế ngôi. Thì cái này đầu tiên là chúa cấp tạo các bạn ạ. Thì chúa cấp tạo là chúa nó như thế này các bạn. Đó, nó xây như thế này. Đây hoàn toàn không phải là chúa chia đàn các bạn nhé, bởi vì nó một cái lý do nào đó mà nó đã mất chúa của nó bị chết hay là bị gì đấy thì nó mới xây muốn chúa như thế này. Đó, đây là chúa cấp tạo, bởi vì cái lý do là chúa nó mất đột ngột. Mình cứ hiểu nôm na là cấp tạo có nghĩa là nó phải khẩn trương làm một cái con chúa mới để cho nó duy trì cái đàn ông của nó. Thì cấp tạo có nghĩa là nó sẽ làm rất là nhanh, cho nên là nó cứ chỗ nào mà có trứng mới nở, ấu trùng non ấy, mới nở một ngày ấy, thì nó sẽ đắp lên, nó đắp nhiều con lên, nó phòng khi là con này không nở thì sẽ có con kia nở đấy. Mình hiểu nôm na như thế. Thì ở bên này cái tổ này là nó chia đàn rồi, cho nên là ông nó rất là thưa. Đáng lẽ mình rút đi một cầu. Cái đàn ông này nó chia đàn không phải là nó làm mấy cái mũ chúa này nó mới chia đàn nhé, có nghĩa là nó chia đàn rồi, nó có con ong chúa mới rồi. Thì cái con ong chúa mới đấy á, nó vừa mới mất đấy, thì nó mới đắp cái con ong chúa mới nó đã đẻ rồi nhá, thì nó mới có trứng để đắp cái mũ chúa này này các bạn. Nếu mà con ong chúa mới mà nó chưa đẻ là nó sẽ không có bầu được kín cái bánh sáp này, nó sẽ đen cái bánh sáp ngay và nó sẽ không có xây được cái mũ chúa này, mũ chúa chia đàn này. Đây này, nó xây một cái bánh tổ, mấy cái bánh ở bên dưới ấy, cũng có luôn, nhưng mà cái bánh tổ này thì nó xây nhiều nhất, là mình lấy lên cho các bạn xem để các bạn phân biệt là chúa cấp tạo nó như thế nào. Đó, thì chúa cấp tạo là nó như thế này này. Đó, còn là chúa chia đàn ấy thì nó còn có chúa chia đàn là cái tổ nó phát triển quá nhanh, quá đông quân thì nó phải chia đàn để cho nó giải quyết một số cái phần ong thợ quá đông, thì nó sẽ xây bên dưới này này. Ông chúa kế ngôi á, ông chúa chia đàn á, thì nó xây từ 3 đến 5 con hoặc là nhiều hơn, bởi vì tổ ong nó sẽ phân bố theo cái tổ ong càng đông thì nó sẽ xây càng nhiều. Đó, thì nó sẽ chia đàn, khi nào mà nó chia hết cái số ong chúa mà nó nở ra trước ấy, nó bay đi hết, còn lại cái con cuối cùng là cái con nó sẽ duy trì cái tổ ong này. Lúc đó nhìn cái tổ ong nó rất là thê thảm mà nó rất là thưa, rất là ít quân. Đó là chia đàn. Còn cái thứ ba nữa là cái mũ chúa mà cái ngôi ấy, thì nó chỉ xây 1 đến 2 mũ thôi. 1 đến 2 mũ mà nó xây cũng xây ở dưới đáy này, nó không xây lên trên giống như cái bánh này. Đó, nó sẽ không xây lên trên bánh tổ như này đâu các bạn nhá. Đó, thì nó xây cái mũ chúa nó rất là to, mình không biết là lý do tại sao, nhưng mà nó xây mũ chúa cái ngôi là nó xây rất là to các bạn nhá. Còn cái mũ chúa cấp tạo này là nó hình như là nó làm nhanh, nó làm khẩn cấp, cho nên là cái mũ chúa nó làm rất là nhỏ.
Nhưng mà sau khi nó nở ra con ong chúa thì nó to như nhau. Con ong chúa nó to như nhau các bạn nhé. Lúc trước là mình có so sánh hai con ong chúa chia đàn và ong chúa cấp tạo. Và cái ong chúa di chung á là cái hình thức của nó là nó gần giống nhau nha các bạn. Bởi vì là mình cũng lấy cái con ấu trùng từ trong mấy cái lỗ này ra, xong mình bỏ vào một cái mú chúa mình tạo thì gọi là mú chúa di trùng. Thì lúc nó nở ra, có một số bạn hỏi mình là có chất lượng bằng nhau không, thì chắc chắn là nó chất lượng. Còn nó bằng nhau hay không á thì tùy theo vào cái đàn ong của mình có phát triển mạnh hay không. Nó nhiều khi cái con chúa nó đẻ mạnh hay yếu là nó cũng phải di truyền nữa. Cái con ong chúa nhiều 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 lúc á, nhiều tổ á, thấy cái tổ ong phát triển rất mạnh, nhưng mà cái con ong chúa nó sẽ cũng nở ra con chúa mới là nó không phát triển mạnh, là tổ ong yếu dần đó. Thì cái cách phân biệt cái ong chúa cấp tạo á là nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Mình có thể hiểu nôm na đó là cái con ong chúa nó sẽ tạo ra rất nhanh và nó sẽ tạo ra rất nhiều, và mình sẽ vặt đi nha các bạn. Mình nó dù nó nhiều thế này thôi, mình sẽ vặt đi hết, mình để lại hai con thôi. Sau đó mình đợi khoảng độ là 5-6 ngày gì đấy là nó nở. Thì các bạn thấy nó nở ra một con thì cái con kia các bạn phải bước đi. Và nếu như mà một con già và một con non, một con quá non ấy, thì cái con già mà nó nở ra rồi ấy, thì cái con non kia thì người ta sẽ phá nó hết, không không cho nó nở nữa, là nó sẽ được một con để duy trì cái đàn ong này. Nó là chú cấp tạo các bạn nhé. Còn chúa chia đàn là nó cứ nở ra là nó chia đàn khi nào hết thì thôi, hết ong chúa nở ra thì thôi, còn lại con cuối cùng là nó duy trì các đàn ong. Đó, mình chia sẻ sơ qua như thế để cho các bạn nuôi ong mới nuôi ong ấy biết được cái thông tin như thế. Còn các bạn nuôi ong chuyên nghiệp rồi, lâu năm rồi thì các bạn có thể không cần xem, bởi vì các bạn nuôi ong lâu năm ấy thì các bạn chỉ cần nhìn phát là biết liền. Đó. Rồi, cái đàn ong này mình sẽ phải để ý nó rất là kỹ nữa. Mấy ngày sau nữa thì mình mới chắc chắn có được một tổ ong an toàn các bạn nhé. Rồi, cái nội dung của mình chia sẻ đến đây là hết các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của Phúc Thọ Vlog và kênh nuôi ong cơ bản các bạn nhé. Rồi, xin hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.